chọn dầu ăn hay mỡ lợn? Cùng xem câu trả lời nhé. Dầu thực vật sẽ giúp bạn hạ lượng cholesterol xấu ở trong máu, còn mỡ động vật sẽ giúp bạn bổ sung cholesterol. Tuy nhiên, không phải lúc nào cholesterol cũng xấu. Cholesterol là thành phần hình thành và phát triển tổ chức thần kinh ở não, là thành phần cấu tạo màng tế bào giúp sản xuất học môn, kể cả học môn. Nói chung là cần cho sự phát triển và duy trì của cơ thể. Chỉ khi nào quá thừa cholesterol thì nó mới đọng lại ở thành mạch máu và gây ra các bệnh xơ vữa động mạch, cao huyết áp, đột quỵ. Do đó ta sẽ chia ra 3 đối tượng như sau. Ở trẻ nhỏ, nếu như thiếu cholesterol thì sẽ chậm phát triển trí tuệ, vì vậy cần ưu tiên mỡ động vật hơn dầu thực vật. Ở thanh thiếu niên và người trưởng thành khỏe mạnh nên dùng mỡ động vật và dầu thực vật với lượng ngang nhau. Người lớn tuổi hoặc đang có bệnh lý chuyển hóa, béo phì, mỡ máu cao, xơ vữa động mạch, tiểu đường thì nên hạn chế mỡ động vật. Vấn đề số 2, khi chế biến thức ăn ở nhiệt độ cao, dầu thực vật có thể chuyển hóa thành các chất có hại, ví dụ như là aldehyde có thể bay lên ở dạng khí, rất nguy hiểm cho người nấu ăn khi hít phải chúng thường xuyên. Vì vậy khi chiên rán ở nhiệt độ cao thì nên sử dụng mỡ động vật, còn nếu trộn salad hoặc xào bình thường thì có thể dùng dầu ăn nhé. Vấn đề số 3, mỡ động vật không làm bạn béo hơn so với dầu thực vật, vì 1g dầu thực vật và 1g mỡ động vật đều chuyển hóa thành 9 kcal. Hãy sống khỏe cùng Nguyễn Huy.